Xin chào các bạn, chào các bạn quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Video hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn về bộ kỹ năng của môn phái Võ Đan Thức Tỉnh cũng như là những cái tuyệt học đi kèm với môn phái này. Và trước tiên mình xin cảm ơn anh em Trần Phàm đã cho mình mượn cái acc này để thực hiện cái video này nha. Và bây giờ mình sẽ đánh những kỹ năng của môn phái Võ Đan để cho anh em xem, tại vì ở cái video trước của mình thì mình chưa có biểu diễn các kỹ năng. Anh em thấy bây giờ kỹ năng Võ Đan được chỉnh lại tầm rất xa nha anh em ơi. Đây là kỹ năng đánh thường với phạm vi đánh cực kỳ xa. Và nhìn có vẻ rất là uy lực anh em ạ. Đó. Tiếp theo là cái chiêu số 1, chiêu Thiên Địa Vô Cực. Chiêu này bây giờ cũng được chuyển sang tầm xa và nó có khả năng đánh lan rất mạnh nha anh em. Mình sẽ đứng một cái khoảng cách xa đánh cho anh em xem. Đó anh em thấy không? Thiên Địa Vô Cực. Đánh tầm xa rất tuyệt vời. Chiêu thứ tiếp theo đó là cái chiêu kiếm phi kinh thiên, nó sẽ rải kiếm xuống 3 mục tiêu. Đây nè anh em, đó, 3 mục tiêu có thể là ở phía trước mặt hoặc có thể là sau lưng chúng ta. Đây, 3 mục tiêu, đó, nó thích rải đâu, nó rải luôn anh em ơi. Còn đây là chiêu thiên địa vô cực, đánh tầm xa rất phê. Và đây là chiêu số 3, cái thuẫn gọi là tọa vọng vô ngã. Lúc trước mình thấy có một cái hiệu ứng thuẫn làm mới mà không biết sao nó lại sử dụng cái thuẫn hiệu ứng cũ này rồi anh em ạ. Mà kệ đi ha. Và cái chiêu cuối cùng đó là chiêu nhân kiếm hợp nhất, cũng là một chiêu tầm xa. Và nếu anh em nào mà chơi Võ Lâm Mobile đời đầu, anh em sẽ biết chiêu này. Đó, tầm xa như thế đó anh em ạ. Giống như y chang như là Võ Lâm Võ Đan của đời đầu luôn anh em ơi. Rất phê. Bây giờ anh em thấy là Võ Đan được chỉnh sửa lại tầm xa rất đã và lượng sát thương rất cao nha. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về bộ bí kíp của môn phái Võ Đan. Bí kíp là nó sẽ bổ sung những cái phần còn thiếu sót của môn phái Võ Đan. Đầu tiên mình sẽ nói về cái chiêu Thiên Địa Vô Cực nha anh em. Chiêu Thiên Địa Vô Cực nó sẽ tăng cái tỷ lệ bạo kích cuối của cái chiêu Thiên Địa Vô Cực, tăng tấn công cơ bản của chiêu Thiên Địa Vô Cực, và nó tăng bỏ qua kháng tất cả và tăng hút sinh lực. Hiệu quả chi tiết là nó sẽ tăng 20% tỷ lệ bạo kích cuối của chiêu Thiên Địa Vô Cực nha. Và nó sẽ có 60% tỷ lệ định thân đối thủ trong 2.46 giây. Rồi, nó sẽ tăng cho chiêu Thiên Địa Vô Cực 182% tấn công cơ bản. Trong 6 giây nó sẽ tăng 100% bỏ qua kháng tất cả cơ bản và tăng 15% hút sinh lực. Hiệu quả này duy trì 6 giây nha anh em. Có nghĩa là anh em sử dụng chiêu này xong thì trong khoảng thời gian 6 giây đó, anh em sử dụng những chiêu khác lên người đối thủ sẽ được cái hiệu ứng là bỏ qua 100% kháng tất cả cũng như là tăng 15% hút sinh lực. Tiếp theo mình sẽ tìm hiểu về cái bí kíp của cái chiêu tọa vọng vô ngã nha. Tọa vọng vô ngã. Đây là cái chiêu này. Tọa vọng vô ngã là cái chiêu đầu tiên ở đây nè anh em. Thì nó sẽ tăng tấn công cơ bản của cái tọa vọng vô ngã, và nó giảm thời gian hồi chiêu của tọa vọng vô ngã khi bị tấn công, và nó tăng thêm cái khả năng hấp thụ sát thương của cái thuẫn. Cụ thể là nó sẽ tăng 100% tấn công cơ bản trong 6 giây. Đây là cái lần đầu tiên mình thấy Võ Đan khi bút thuẫn lên anh em được tăng tấn công nha. Tăng 100% tấn công cơ bản trong 6 giây. Khi bị tấn công thì cái thời gian hồi chiêu của tọa vọng vô ngã sẽ giảm 1.46 giây. Và mỗi điểm nhanh nhẹn của chúng ta sẽ tăng được 14 điểm kháng sát thương nữa anh em ạ. Đó, như vậy bây giờ cái tọa vọng anh em bút lên vừa có được giảm sát thương vừa có được tăng sát thương nữa, rất ngon. Tiếp theo là mình sẽ tìm hiểu về bí kíp của chiêu nhân kiếm hợp nhất, là cái chiêu nằm cuối cùng đây anh em ơi, nhân kiếm hợp nhất. Chiêu này nó sẽ tăng cái sát thương bạo kích của nhân kiếm hợp nhất. Sát thương tăng lên sau khi xuyên thấu và nó sẽ tăng vĩnh viễn sát thương của tất cả các kỹ năng tấn công trực tiếp nha anh em. Chủ nhà tăng vĩnh viễn tất cả sát thương của tất cả các kỹ năng tấn công trực tiếp, quá ngon luôn. Hiệu quả là nó sẽ tăng sát thương bạo kích lên 60% cho cái chiêu nhân kiếm hợp nhất. Rồi sát thương tăng thêm 40% sau mỗi lần xuyên thấu, tối đa là 80%. Như vậy anh em đánh cái chiêu này xuyên thấu 2 lần thì cái sát thương nó sẽ tăng lên tới 80%. Cực kỳ ngon, mục tiêu nào đứng ở càng xa, càng đứng phía sau thì càng dễ chết nha anh em ạ. Và ở đây nó sẽ tăng tất cả các kỹ năng tấn công trực tiếp lên 15%. Và cái 15% này nó sẽ tăng vĩnh viễn nha anh em. Chỉ cần mình lên bí kíp này là cái 15% này sẽ áp dụng vào tất cả các kỹ năng khác. Như vậy anh em thấy là bí kíp của Võ Đan nó cộng khá ngon về các chỉ số. Và một quyển bí kíp cuối cùng đó là chiêu kiếm phi kinh thiên, là cái chiêu nằm ở vị trí số 2 đây anh em ạ. Chiêu này nó sẽ tăng tấn công cơ bản của
Ở đây anh em thấy cái dòng chữ màu xanh không? Nó dịch là cái dòng chữ này nó theo dịch ra là vô ngã vô kiếm, nhưng thật ra thì đây là bí kíp của kiếm Phi Kinh Thiên. Thì theo mình hiểu đúng là nó sẽ tăng tấn công cơ bản của cái chiêu kiếm Phi Kinh Thiên, rồi nó sẽ tăng sát thương bạo kích lên, tăng tốc độ đánh cơ bản và tốc độ tấn công. Tại sao ở đây lại có hai vế là tốc độ đánh cơ bản và tốc độ tấn công thì anh em sẽ cùng mình tìm hiểu nha. Hiệu quả là nó sẽ tăng 143% tấn công cơ bản của cái chiêu này, rồi tăng sát thương bạo kích lên nhân vật 30%. Có nghĩa là khi anh em nâng bí kíp này thì cái sát thương bạo kích của nhân vật của mình lúc này trong cái bảng thuộc tính á, chúng ta sẽ được lên 30%. Và nó sẽ tăng 30% tốc độ đánh cơ bản nha anh em, 30% tốc độ đánh cơ bản. Đây là môn phái đầu tiên mình thấy được cộng tốc độ đánh cơ bản nha. Bình thường những môn phái khác nó sẽ cộng tốc độ đánh điểm. Và cái vế phía sau nữa nè, nó lại tăng thêm 30 điểm tốc độ đánh nữa anh em ạ. Như vậy, nó vừa tăng tốc độ đánh cơ bản, vừa tăng tốc độ đánh nữa. Và cái hiệu quả này nó sẽ kéo dài trong 10 giây. Đúng là một cái bộ kỹ năng khá tuyệt vời. Như vậy anh em thấy là bây giờ kỹ năng của võ đan khá mạnh mẽ, với tầm xa, sát thương, có thuẫn hấp thụ sát thương, rồi có bỏ qua kháng, tăng sát thương bộ kích, có cả hút sinh lực nữa anh em ạ. Nói là quá ngon, với bộ kỹ năng này được làm lại đúng là võ đan thức tỉnh. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu về tuyệt học của môn phái võ đan. Bây giờ mình sẽ xem tuyệt học của cái ạc tớp bên này nha. Cái tuyệt học đầu tiên này á, cái tuyệt học anh em xem cái tuyệt học kế bên cái màu tím này. Cái tuyệt học này nó có tên là chân võ thất tuyệt. Tuyệt học này nó sẽ tăng hút sinh lực cho võ đan. Đó, tăng hút sinh lực ở đây nó tăng 2 chỉ số này mà. Nó tăng 4% hút sinh lực và nó tăng hút sinh lực 1000 điểm nữa. Như vậy nó vừa hút sinh lực theo điểm, vừa hút sinh lực theo phần trăm của cái chiêu này. Cái tuyệt học thứ hai nó gọi là tuyệt học tọa vọng vô ngã. Cái tuyệt học nằm ở vị trí cuối cùng là anh em ơi, hiện tại nó chưa có đổi cái icon, cái hình ảnh nó giống y chang nhau. Cái tuyệt học này nó sẽ tăng khả năng hấp thụ sát thương của chiêu tọa vọng vô ngã. Trong trạng thái tọa vọng vô ngã, mỗi kẻ địch trong tầm nhìn sẽ tăng thêm khả năng chống đỡ sát thương. Hiệu quả chi tiết là mỗi điểm nhanh nhẹn nó sẽ tăng thêm 14 điểm kháng sát thương nữa nha anh em. Rồi kèm theo 7% kháng sát thương tầm xa và cận chiến, tối đa là 3 lần. Như vậy tối đa xung quanh chúng ta có 3 kẻ địch thì anh em sẽ được cộng lên tới 21% cái kháng sát thương tầm xa và cận chiến. Như vậy cái kháng sát thương bây giờ nó sẽ tính theo số lượng người. Và như vậy anh em thấy là với tuyệt học và với lượng bí kíp như thế này thì chắc chắn võ đan sẽ là môn phái khá bá nha anh em, cực kỳ bá trong các chiến trường quần chiến. Với những kỹ năng anh em thấy đánh quần chiến nè, nhân kiếm hợp nhất cũng đánh tầm xa, thiên địa vô cực cũng tầm xa và thời gian hồi chiêu rất lẹ anh em ơi, chỉ có 12 giây thôi. Anh em thấy không? Rất phê với bộ kỹ năng này, chắc chắn sau khi bộ kỹ năng này ra mắt tại Việt Nam thì sẽ có rất nhiều anh em sẽ chuyển về. Hiện tại mình đang ở cái server đó là Q28 mà không biết cái tên server nó sẽ còn cái tên dài nữa này mà, tên tiếng Trung. Ở đây thì có khá là nhiều người đã chuyển về võ đan để test nè anh em ạ. Và để chuyển được sang võ đan thức tỉnh á, anh em cần phải có một cái võ ước lệnh. Đây anh em nhìn cái biểu tượng thứ 3 từ bên trái sang bên phải đây, võ ước lệnh. Cái này một tiếng chúng ta sẽ được chuyển phái một lần, chỉ cần nhấp vào anh em sẽ chuyển về võ đan thức tỉnh nha. Rồi, hy vọng là môn phái này sẽ sớm ra mắt tại Việt Nam để cho tất cả anh em sẽ được trải nghiệm về bộ kỹ năng quá tuyệt vời. Một môn phái được trông chờ được làm lại bộ kỹ năng của võ đan đời đầu. Bây giờ anh em thấy là đánh khá phê. Và anh em cảm nhận môn phái này như thế nào thì anh em hãy để lại cái comment ở dưới cái video này nha. Mình xin phép dừng video tại đây nha anh em ơi. Chân thành cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi video của mình cho đến thời điểm này. Nếu mà anh em cảm thấy video này nó mang đến những cái giá trị hữu ích gì đó thì anh em hãy cho mình xin một like nha. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.